khách mua 4 hộp. Cải chua. Rồi giao hai hộp cơm. Dì lấy đồ về bán ở chợ nào vậy? Thành Phước hay gì? Mua đem về. Cơm tấm thịt nướng nha các bạn, thì gồm có chả trứng, trứng chiên, thịt nướng nha các bạn. Mình mời các bạn ghé đây ăn cơm ủng hộ chị Đào nha các bạn. Đây chị bán giá cũng bình dân, ngon nha các bạn. Rồi mình mời các bạn ăn cơm nha.
Không. Hộp cơm sườn. Hãy subscribe.
cơm. Cơm chị Duyên ơi. Bên đó có quán súp với bánh mì luôn nha các bạn. Đây là chỗ này chỗ trang trí nội thất của anh Triều rồi nha các bạn. Đó là cây xăng Bình Chiến. Đây là công ty thủy sản Hải Bình Thắng nha các bạn. Thì quán cơm chị Đào là đối diện qua. Đây chỗ hàng. Đó là chỗ đường vô nhà trọ Trung Hiếu.
đem về nha các bạn. Chả luộc thịt nướng. Hai dì ở Sài Gòn xuống, hai dì đi xe Honda luôn, dữ ha, từ Sài Gòn xuống đây luôn. Dạ.
dưa cải. Nè, vũ camera nè. Ủa vậy hả? Ủa người Việt á, nó quay. Tại mà không ăn nhìn nóng ra quá. Ở ngã tư đó chị. Ngã tư đây nè. Dạ dạ. Ở con này nước mà. Nhà chị gần đây không? Nhà em ở gần gần dây Cắm Hải á, Cắm Hải có gắn camera của anh đó hông? Dạ dạ. Dưới cầu 34. Đúng, dạ. Gần tới ngã ba Đê Đông. Thích mua hộp đem về các bạn. Hai hộp. Đầy đủ các bạn. Thôi mình xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn ghé đây ăn cơm ủng hộ chị Đào nha các bạn. Đây chị Đào bán rất là ngon, giá cũng bình dân nữa nha các bạn. Ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đối diện cây xăng Bình Chiến.